Hello xin chào anh em Chào mừng anh em đã trở lại với kênh xe cỏ review Mình là Hưng xe cỏ Thì hôm nay mình sẽ review về chiếc Honda Forza 300 ABS phiên bản đặc biệt Và kế bên nó là chiếc SH350i đời 2021 mới nhất nha anh em Và hiện tại thì mẫu SH350i là mẫu xe đang rất là hot và nó cũng đang rất là cháy hàng và khan hiếm hàng nha anh em Tuy nhiên là bên mình vẫn bán bình ổn giá và hôm nay thì mình chỉ review về em Forza 300 ABS phiên bản đặc biệt của đời 2020 nha Và hiện tại thì bên mình nhập mẫu xe Forza 300 đời 2020 này về Là về từ thị trường Ý nha Còn đối với dòng Forza 350 thì hiện tại là được sản xuất và nhập khẩu về từ Thái Lan nha mọi người Và nếu anh em nào thích cái dòng Forza 300 sản xuất tại Ý thì cũng có thể liên hệ với mình ha Và chiếc xe này là một chiếc xe phiên bản đặc biệt và nó cũng sản xuất rất là giới hạn, chỉ khoảng 600 xe à, và được bán tại thị trường Ý. Đó, và bên mình là đơn vị nhập khẩu tư nhân cho nên nhập được chiếc xe này về. Đó và mọi người có thể thấy là phần yên xe nó được may chỉ màu đỏ, nhìn nó rất là thể thao. Và dàn áo của xe thì mọi người cũng có thể thấy là nó được à, sơn cái màu à, xám à, đang rất là hot. Đó, màu xám đặc trưng. Và cái bên đó là những cái đường à, gân dập nổi và được sơn màu đen bóng đó mọi người có thể thấy cái lường ở giữa à, mở xăng đó lường ở giữa và lường ở phía dưới của cái bước chân cái bệ chân thì cũng được sơn màu đen bóng ha đó và chiếc xe này nhìn thực tế bên ngoài thì nó cũng rất là hầm hố và cũng rất là sang trọng luôn đó đây là một chiếc xe à, nếu mà như anh em có thể tưởng tượng á, là anh em có thể nhìn thấy nó rất là giống với dòng bcx ha đó, nó là một cái mẫu xe giống như là xe tay ga đường dài. Đó và các nút chức năng của xe nó cũng được thiết kế trên một cái cầm rất là to và đầy đủ các nút để có thể điều chỉnh được cái các chức năng ở trên xe. À, cũng như là nó có thể điều chỉnh kính lên xuống được. Đó, nó có thể điều chỉnh kính lên xuống để giúp cho gió không có bạc vào người lái. Đó và ở trên xe này nó cũng có traction control, kiểm soát lực kéo nha khi mà mình bấm lâu vào đó thì nó sẽ thay đổi cái chế độ đó xe thì cũng có chìa khóa smart key à, chìa khóa vặn đó và ở đây thì nó có nút mở yên cũng như là nút mở bình xăng đó vì đây là chiếc xe mới cho nên mình chưa có mở được cái đồng hồ này nha anh em đó đồng hồ thì nó cũng chia làm hai khoang một bên analog một bên là đo km đó và đây là cái cùm bên phải và mọi người có thể thấy là nhìn cái cái bình xăng nó nằm ở vị trí này nó cũng rất là tiện lợi ha đó nó không có phải mở cốp giống như là dòng sh đó còn cái bên thì đây là cái cốp của nó nè cái cốp của nó cực kỳ to luôn cái cốp này nó lên đến là 45 lít rất là lớn và mọi người có thể để được hai cái nón bảo hiểm đó mọi người có thể thấy là cái cốp nó rất là to ha để được rất là nhiều đồ luôn đó, quy một cái cái hộp để đồ rất là to và nó giống như là một cái hành lý để cho anh em có thể mang những cái đồ đạc đi chơi xa. Đó, ngoài ra thì nó cũng còn có những cái vách vách nhựa nó ngăn lại để mà mình có thể để đồ nó không có bị lẫn lộn với nhau. Rất là tiện lợi. Và đây là phần khối động cơ của xe thì đây là chiếc xe có dung tích chính xác là 279 cc. Nó cũng bằng với cái dòng SH 300i đó anh em. Đó. Thì cái động cơ này nó cũng tương tự với SH 300i. Và đây là tem ở bên trong cái thùng xăng thì mọi người có thể thấy là chiếc xe này nó được sản xuất tại thị trường Ý ha. Đây là một chiếc xe thuộc phiên bản châu Âu đó và sản xuất tại thị trường Ý. Đó, các thêm tem thông số thì đầy đủ ở bên trong. Và mọi người có thể thấy nè. Phần đầu đèn của chiếc xe thì nó là một cái phần đầu đèn LED và cái xi nhan của nó thì nó tích hợp ở trên cái gương chiếu hậu nó giống như là các dòng xe hơi đó và nó cũng có thể gập ra gập vào được đó mình có thể gập ra gập vào bằng tay đó khi mình di chuyển ở trong đường phố hẹp hoặc là mình để xe trong nhà đó mình có thể gấp lại đó và phần đèn led của nó rất là đẹp đèn led theo kiểu thiên thần đó mọi người hiện tại thì mẫu Forza 300 này đang rất được ưa chuộng tại thị trường châu Âu bởi vì chiếc xe nó có những cái đường nét thiết kế rất là thể thao cũng như là cái yên của nó cũng rất là to bự cho nên nó phù hợp với những người có vóc dáng cao to và mẫu xe này là mẫu xe tay ga đường trường đó cho nên nó rất là phù hợp với những người của thị trường châu Âu nha mọi người và ở tại thị trường Việt Nam thì cũng có nhiều anh em cũng rất là thích cái dòng xe tay ga hầm hố đó và đây là một chiếc xe tay ga đô thị thì đây là con SH350i nha và xe này là xe khui thùng được nhập về từ Ý luôn nha mọi người và hiện tại thì cái lô đầu tiên của mình bán cũng đã hết hàng rồi anh em nào muốn mua thì phải đặt hàng tháng sau thì mình sẽ giao cho anh em hiện tại thì mình cũng đang có bốn màu đó mình có màu trắng màu đỏ mờ mà, màu xám và cũng như là màu đen đó một số xe thì số lượng nó rất là ít cho nên anh em đặt cọc sớm thì mình sẽ giữ xe nha còn với số lượng xe màu trắng cũng như màu xám thì nó có nhiều hơn đấy và chiếc SH350i này thì hiện tại thì nó cũng có giá là lên đến 360 365 triệu nha anh em. Đó, một con số nó cũng rất là vừa phải cho một con xe nhập Ý. Đó. Và hiện tại thì mẫu xe SH350i này nó cũng thay thế cho người anh em SH300i. Và cái thiết kế của nó cũng khác biệt hoàn toàn so với SH300i và bên đó bên cạnh đó thì cái phần động cơ của nó cũng khác biệt luôn. Đó, thì anh em nào thích cái dòng SH 300i thì cũng có thể liên hệ với mình để mà đặt hàng. Đó, chứ hiện tại thì SH 300i thì là không còn xe nữa nha mọi người. Không còn xe nữa. Và anh em nào hiện đang có nhu cầu mua xe Forza 300 phiên bản đặc biệt hay là chiếc SH 300i thì cũng có thể liên hệ với mình ha, mình sẽ tư vấn cho anh em. Rồi xin cảm ơn anh em nha.